Hôm nay tôi giới thiệu với các bạn phần mềm online để ôn kiến thức. Tên phần mềm là hình thức trắc nghiệm.vn. Phần mềm này hỗ trợ các bạn ôn thi tuyển công chức viên chức, nâng ngạch công chức, học câu hỏi trắc nghiệm và các phương án trả lời. Các môn à, ôn thi ở vòng 1 gồm có kiến thức chung, tiếng Anh và tin học. À, vòng 2 hỗ trợ các bạn câu hỏi trắc nghiệm cho môn nghiệp vụ chuyên ngành phần mềm hình thức trách nhiệm chấm viên là phần mềm phi lợi nhuận. À sau các bạn có nhu cầu kết nối Zalo với thầy giáo Thạc sĩ Lê Văn Quang, theo số điện thoại 912.59.56.54 hoặc 0943078123 để được hướng dẫn. Sau khi các bạn kết nối Zalo với thầy giáo, các bạn sẽ nhận được tin nhắn video bài giảng, à, các bạn xem video bài giảng của thầy eh, hoàn toàn miễn phí. Hôm nay tôi giới thiệu với các bạn À, phương pháp học loại câu hỏi trắc nghiệm à, mang tính chất năng lực tư duy à, năng lực ứng dụng vào năng năng lực ứng dụng kiến thức vào thực tiễn à, để các bạn ôn tập kiến thức dự kiểm định chất lượng đầu vào công chức à, thông qua cái tài liệu các bạn phải ôn tập đó là luật phòng chống tham nhũng thì các tài liệu khác hoàn toàn học tương tự à, sau đây chúng tôi tôi sẽ giới thiệu với các bạn phương pháp học các bạn vào phần mềm À, của thầy giáo à, để các bạn học câu hỏi trắc nghiệm còn cái file à, luật phòng chống tham nhũng các bạn tải trên google à, sau đó các bạn học các bạn mở cái file này lên à, các bạn tải à, về cái file văn bản để các bạn mở lên à, sau đó các bạn khởi động trình duyệt trên máy tính của các bạn thí à, dụ như là google chrome hay là firefox hay là cốc cốc à, các bạn à, khởi động à, trình trình duyệt lên À, sau đó các bạn gõ cái địa chỉ là à, các bạn chú ý là à, các bạn phải gõ cái địa chỉ là http dấu hai chấm gạch chéo gạch chéo hình thức trắc nghiệm chấm vn chú ý phải có cụm từ http bây giờ trình duyệt nó có tích hợp thêm à, cái bảo mật cho nên các bạn phải chỉ gõ thêm cái cụm từ http dấu hai chấm gạch chéo gạch chéo hình thức trắc nghiệm chấm vn sau đó các bạn ấn Enter thì xuất hiện cái giao diện như thế này là đúng rồi. Môn kiến thức chung ôn tập dự tuyển à, kiểm định chất lượng đầu vào công chức và môn kiến thức chung ôn dự tuyển công chức của mục số 1. Mục số 2, môn kiến thức chung ôn tập dự thi nâng ngạch công chức. Mục số 3, kiến thức chung ôn tập dự tuyển công chức cấp xã, à, môn tiếng Anh, môn tin học, à, vân vân Hay là à, à, câu hỏi trách nghiệm cho tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên theo quyết định 3309 của Học viện Thành chính quốc gia. À, dành cho các bạn học cái lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên à, Đối với viên chức ở phía dưới này Viên chức đơn vị sự nghiệp công lập Rồi viên chức giáo viên, viên chức y tế ở phía dưới à, Các bạn có cái danh mật khẩu mục nào chỉ đăng nhập vào mục đó được thôi Các bạn để con trỏ sang mục khác sẽ không đăng nhập được Ví dụ hôm nay các bạn có cái danh mật khẩu tại mục số 1 Thì các bạn để con trỏ tại mục số 1 Các bạn nhấn nút trái một lần Sau đó các bạn nhập cái danh mật khẩu À, khi các bạn có cái danh mật khẩu các bạn phải bí mật vì sao bí mật à, vì người khác biết được đăng nhập phần mềm à, sẽ xung đột với các bạn thì các bạn không đăng nhập được vì vậy các bạn phải à, bí mật à, các bạn chọn login để đăng nhập vào phần mềm thì sau khi vào phần mềm ở trong cái trang này thì có tầm à, tôi đang giới thiệu với các bạn là đã có à, gần 200 tài liệu rồi cho các bạn chọn các bạn học các bạn học à, để có kiến thức vượt qua kỳ thi các bạn học để có kiến thức Khi chúng tuyển chúng ta làm việc tốt hơn. Cho nên trong cái trang này nó giống như muốn ăn buffet, nó có hai hàng hàng vài trăm tài liệu rồi. Thì các bạn chỉ chọn những tài liệu các bạn cần thôi. để vượt qua kỳ thi rồi các bạn có thể học thêm để các bạn có kiến thức khi chúng tuyển chúng ta làm việc tốt hơn. Hôm nay tôi đang giới thiệu với các bạn là ngày 22 tháng 3 năm 2024. Thì từ nay đến mùng 1 tháng 8 năm 2024 thì tuyển công chức à nó vẫn tồn tại hai hình thức. Hình thức thứ nhất là à tuyển công chức theo cái nghị định 138 à tức là gồm hai vòng, à vòng 1 là kiến thức chung 60 câu 60 phút. À tiếng Anh là 30 câu 30 phút, nếu trắc nghiệm trên giấy là à môn tin phải thi thêm phần tin là 15 câu trên à trên 30 câu các bạn phải làm được tức là phải làm được 50% à, mỗi môn à, kiến thức chung 60 câu 60 phút các bạn phải làm được ít nhất 30 câu trở lên môn tiếng Anh các bạn phải làm được ít nhất à, 30 câu 30 phút thì các bạn phải làm được ít nhất 15 câu môn tin nếu phải thi 30 câu 30 phút thì các bạn phải làm được ít nhất 15 câu trở lên thì mới qua được cái vòng 1 à, đối với à, thi tuyển công chức theo nghị định 138 à, sau khi các bạn qua được vòng 1 thì các bạn dự thi vòng 2 môn nghiệp vụ chuyên ngành À bây giờ có cái nghị định 06 thì có thêm một hình thức từ nay đến à mới thì cái hình thức này sẽ được thực hiện từ mùng 1 tháng 8 năm 2024 thì chỉ còn hình thức này. Thì bây giờ à từ từ nay đến mùng 1 tháng 8 năm 2024 à vẫn tồn tại hai hình thức. Hình thức thứ nhất là thi theo nghị định 138, hình thức thứ hai là thi theo nghị định 06. Sau ngày 1 tháng 8 năm 2024 chỉ còn một hình thức à, theo Nghị định 06 đó là vòng 1 là kiểm định chất lượng đầu vào công chức theo Nghị định 06. Thì sau khi các bạn có cái chứng chỉ à có cái giấy xác nhận kiểm định chất lượng đầu vào công chức theo Nghị định 06 thì các bạn à, bắt đầu à nộp à để dự thi vòng 2 môn nghiệp vụ chuyên ngành ở bất kỳ à, đơn vị nào tổ chức tuyển công chức trong toàn quốc. Đó, sau đây tôi sẽ giải thích ý này cho các bạn nắm tại cái nghị định 06 à, ngày năm 2023 ngày 21 tháng 2 năm 2023 của chính phủ quy định điều 5 à, là hình thức và nội dung thời gian kiểm định khoản 1 hình thức kiểm định là thi trắc nghiệm trên máy tính thì như vậy ghi rõ luôn là thi trắc nghiệm trên máy tính không có thi trên giấy à, như nghị định 138 có ghi là nếu thi trên giấy thì chọn thêm bài thi tiên học như vậy hình thức thi trắc nghiệm trên máy tính thì nó không còn à, cái phần tin học. Khoản 2, nội dung kiểm định, đánh giá năng lực tư duy, năng lực ứng dụng kiến thức vào thực tiễn. Đó, thì chúng ta phải học loại câu hỏi này là là như thế nào tôi sẽ giới thiệu hôm nay cho cái tài liệu luật luật phòng chống tham nhũng. Hiểu biết chung cơ bản của thí sinh về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, mặt trận tổ quốc Việt Nam các tổ chức chính trị xã hội, cơ quan nhà nước quản lý hành chính nhà nước, quyền nghĩa vụ của công chức đạo đức công vụ kiến thức về xã hội và văn hóa lịch sử. À, ví dụ như là nghĩa vụ của công chức à, đạo đức công vụ nghĩa vụ là bốn phận mình là công chức mình phải làm gì và không được làm những gì theo pháp luật à, không cho phép đó là nghĩa vụ là bốn phận mình phải làm ví dụ như vậy. khoản ba thời gian và số lượng câu hỏi kiểm định điểm a khoản 3 điều 5. Kiểm định chất lượng đầu vào đối với người tham gia tuyển vào vị trí việc làm có yêu cầu trình độ đại học trở lên. Thời gian làm bài là 120 phút, số lượng câu là 100 câu. À, như vậy 100 câu à trên 120 phút. Đối với người có trình độ đại học. À điểm B, kiểm định chất lượng đầu vào đối với người tham gia tuyển vào vị trí việc làm có yêu cầu trình độ trung cấp cao đẳng. Thời gian làm bài là 100 phút số lượng câu hỏi là 80 câu Đó, như vậy các bạn à, phải làm được số câu trả lời đúng à, nếu làm nếu thuộc cái diện thi 100 câu thì các bạn phải làm được từ 50 câu trở lên thì các bạn đạt cái chất lượng kiểm định các bạn phải thi ở cái vị trí việc làm là 80 câu thì các bạn phải làm được từ 40 câu trở lên thì các bạn đạt trình độ và kiểm định à, điều 6 xác định À, đạt kết quả kiểm định Thì tôi vừa trình bày với các bạn ở trên Thì à, kết quả kiểm định xác định Theo số câu hỏi trong bài thi Thí sinh trả lời đúng Từ 50% câu hỏi trở lên Thì được xác định là đạt yêu cầu à, Về kiểm định chất lượng đầu vào công chức Các bạn để ý đây là số câu hỏi Chứ không phải là số điểm nhé à, Số câu hỏi 100 câu Thì các bạn phải làm được từ 50 câu trở lên Chú ý là cái, cái chỗ chữ từ Đó Các bạn à, chạm vào vạch vôi 50 câu là cũng được đó nếu dùng cái từ trên thì là 50 là không được nhưng ở đây là nghị định dùng cái từ là từ 50 câu trở lên 50 phần trăm trở lên đó thì các bạn thấy là chả, vạch vui là 50 phần trăm thì 80 câu thì các bạn làm được 40 câu là à, đạt 40 câu trở lên 100 câu thì các bạn làm được từ 50 câu trở lên à, về mặt là điều 10 à, sử dụng kết quả kiểm định khoản 1 kết quả kiểm định chất lượng đầu vào công chức có giá trị trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày có quyết định phê duyệt của Bộ Nội vụ. Trong thời gian trong thời hạn kiểm định còn giá trị, người đạt kết quả kiểm định được đăng ký tuyển dụng công chức ở các cơ quan tổ chức quy định tại khoản 1, à, điều 1 nghị định trong phạm vi toàn quốc. Tức là khi các bạn <laughs> đạt chất lượng kiểm định đầu vào, các bạn có cái giấy xác nhận này trong thời hạn 24 tháng hết hai tháng là giấy hết giá trị thì các bạn thấy ở đâu cơ quan nào tổ chức nào trên toàn quốc mà tuyển công chức các bạn đều có quyền nộp cái 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 giấy này để các bạn dự thi vòng 2 thì như vậy vòng 1 thì các bạn thấy kiểm định chất lượng đầu vào nó không nói đến nội dung kiểm định cái tiếng anh ngoại ngữ đấy và không nói đến tin học vì vậy cái nội dung kiểm định này thì các bạn hình dung nói nôm na là cái kiến thức chung đi đó cho nó dễ nhớ thế còn lại vòng 2 thì tùy từng vị trí tuyến có yêu cầu thêm ngoài ngữ hay không thì đó là cái vòng 2 à chứ không cái vòng 1 à, dự kiểm định chất lượng đầu vào à, các bạn không không phải làm tin học à, không phải làm tiếng Anh chỉ làm các nội dung à, nói nói ngắn gọn nó giống như cái kiểu kiến thức chung thôi à, rất tuyệt vời và cung cấp thêm thông tin cho các bạn các bạn có cái giấy xác định chất lượng đầu vào còn thời hạn 24 tháng các bạn có thể thi vào viên chức ở cái vòng 1 thì các bạn được miễn bài thi kiến thức chung đối với viên chức mà thi làm hai vòng đấy hay là các bạn có cái giấy kiểm định này vào các bạn được miễn thi vòng 1 môn kiến thức chung của kỳ thi tuyển công chức cấp xã đó cung cấp thêm thông tin cho các bạn ở các văn bản khác thì cái kết quả kiểm định này các bạn có giá trị 24 tháng Khi đơn vị tuyển viên chức mà tổ chức thi hai vòng Vòng 1, vòng 2 thì các bạn nạp hồ sơ, các bạn nạp cái giấy này Các bạn cũng được miễn thi môn kiến thức chung Ở vòng 1 đối với kỳ thi tuyển dụng viên chức theo hình thức thi tuyển Còn đối với thi công chức cấp xã các bạn cũng được miễn thi môn kiến thức chung À, như vậy cái giấy này rất có giá trị vì vậy các bạn có thể đăng ký để dự thi à, một năm tổ chức làm hai lần Đó, các bạn tổ đăng ký ở trên uh, online à, các bạn xem uh, toàn văn cái nghị định 06 thì đây chỉ liên quan đến vấn đề uh, ôn tập thì, thì giáo giới thiệu trích những cái điều quan trọng lên thôi à, bây giờ tôi đi vào cái bài là các bạn phải ôn tập theo cái uh, điều năm này là năng lực tư duy, năng lực kiến thức vận dụng Một thực tiễn thì áp dụng như thế nào? Như vậy chúng ta phải học để có kiến thức vượt qua kỳ thi, chúng ta học để có kiến thức khi chúng tuyển làm việc tốt hơn và chúng ta phải học như thế nào đó để kỳ thi chính thức diễn ra, ra đề kiểu gì chúng ta cũng làm được. Đó mới là phương pháp học tốt nhất. Thì đây là cái kinh nghiệm dạy đại học thầy giáo đưa ra cái phương pháp học là chúng ta phân giá cái tài liệu ra làm nhiều ý nhỏ mỗi một ý nhỏ là một câu hỏi trắc nghiệm, thì căn cứ vào à, tình huống đặt ra à, trong câu hỏi trắc nghiệm để giải quyết câu hỏi đó, thì căn cứ vào điều bao nhiêu thì chúng ta học lý thuyết. Đó. Như vậy vừa học câu hỏi trắc nghiệm vừa học lý thuyết thì nó tiết kiệm một thời gian. Thì tránh trường hợp chỉ học lý thuyết không thôi thì nó trôi tuột luôn. Đó và chỉ có học câu hỏi trắc nghiệm không thôi thì thì kỳ thi chính thức diễn ra vẫn bâng ngỡ. Các bạn học phải có cơ sở của nó vì sao lại đúng, vì sao sai vì sao đúng đúng là nó có nội dung đúng như trong tài liệu vì sao sai cái nội dung đó không đúng như trong tài liệu và nội dung đó không có trong tài liệu thì ta gọi là nội dung à, là phương án sai à, các bạn hôm nay tôi giới thiệu thông qua cái các bạn học cái tài liệu là luật phòng chống tham nhũng thì các bạn di chuyển từ trên xuống dưới các bạn tìm à, câu hỏi trắc nghiệm à, cho luật phòng chống tham nhũng để các bạn cứ bình tĩnh các bạn tìm đây các bạn tìm thấy đây này câu hỏi trắc nghiệm cho luật phòng chống tham nhũng. À, các ví dụ như các bạn học các bạn chọn mục uh, câu hỏi trắc nghiệm cho luật phòng chống tham nhũng các bạn nhấn nó trái một lần. Sau đó các bạn di chuyển con trỏ xuống phía dưới các bạn thấy thực hiện đề thi sau các bạn chọn start à, là bắt đầu. thì khi thi thử thì các bạn có thể được chọn phương án một trong phương án loại câu hỏi bốn phương án thì có một phương án đúng nhất thì các bạn chọn À, vì sao tôi lại nói như vậy có trường hợp a đúng b đúng b đúng hơn a thì các bạn phải chọn b à, khi nộp bài sớm thì các bạn chọn finish ở góc tay trái màn hình à, bây giờ học lần đầu đến nạp dữ liệu của bó các bạn thì các bạn cũng chọn finish ở góc tay trái màn hình finish là hoàn thành mà sau đó di chuyển con trỏ xuống phía dưới các bạn thấy nộp bài kết thúc nộp bài kết thúc như vậy các bạn học lần đầu thì các bạn nạp uh, chọn finish để chúng ta học học lần hai thì các bạn có thể thi thử đó thí à, dụ như các bạn học à, là thế nào là tham nhũng à, hay là tham nhũng là gì thì đây là loại câu hỏi mang tính chất hỏi về giải thích từ ngữ thì có phương án a b c d thì phương pháp học ở đây là à, câu này các bạn soi vào điều ba à, giải thích từ ngữ thì các bạn tìm ra phương án đúng sau các bạn so sánh với phương án đúng thì các phương án còn lại vì sao là nó lại sai để các bạn rút ra được cái kinh nghiệm làm cái loại câu này tức là nó sai khác một vài từ thiếu một vài từ hay nó có nội dung khác hẳn đi thì đó là các phương án sai để kỳ thi chính thức diễn ra rơi vào loại câu giải thích từ ngữ thì các bạn chọn một phát ăn ngay được, được ngay như vậy các bạn mở luật phòng chống tham nhũng lên các bạn kích chuột vào file các bạn đã lưu trên máy tính rồi các bạn mở lên các bạn di chuyển con trỏ tiền vĩnh điều ba thì ở đây thì cái điều 3 à, nói là tham nhũng là hành vi của người có chức vụ phải này, quyền hạn đã lợi dụng chức vụ quyền hạn đó vì vụ lợi thì ta gọi là tham nhũng. Như vậy ở đây là hành vi tham nhũng của người à, có chức vụ đó, cái thứ nhất là anh anh phải có chức vụ đã. À, thì anh mới có à, điều kiện để tham nhũng. Thế còn à, những người quyền không có chức vụ nhưng lại có quyền hạn À, có quyền làm cái việc đó, có quyền hạn làm cái việc đó, thì lợi dụng chức vụ quyền hạn, những người có chức vụ thì lợi dụng chức vụ, những người có quyền hạn thì lại lợi dụng cái quyền hạn của mình, không có chức vụ nhưng lại có quyền hạn, à, trong quá trình thi hành công vụ thì kể là à, lợi dụng à, để vụ lợi thì nó định nghĩa nó thành tham nhũng, đó, các bạn phải hiểu cái định nghĩa này này, hay là giải thích cái từ ngữ đó. À, thì các bạn à soi vào đây. Thì các bạn soi vào phương án A tham nhũng là hành vi của cán bộ công chức nhà nước đã lợi dụng chức vụ quyền hạn à, đó vì vụ lợi. Thì ở đây thì chỉ giới hạn cán bộ công chức nhà nước thì nó lại không đúng. Đó. À, có thể không phải là cán bộ công chức nhưng mà có có quyền hạn. À, có chức vụ à, nhưng mà à, vẫn lợi dụng để vụ lợi. Cho nên phương án A nó không đúng như nội dung trong tài liệu. Phương án B tham nhũng là hành vi của người có chức vụ quyền hạn đã lợi dụng chức vụ quyền hạn đó vì vụ lợi. Thì đây là cái nội dung đúng như trong tài liệu cho nên phương án này chính là à, à, giải thích được từ ngữ tham nhũng là. Phương án C tham nhũng là hành vi cửa quyền, hách dịch, đòi hỏi, gây khó khăn phiền hà của người có chức vụ quyền hạn trong khi thực hiện à, nhiệm vụ công vụ. Thì cái nội dung này nó không đúng như trong tài liệu cho nên nó là phương án sai. Phương án D tham nhũng là hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn để vụ lợi. Đó, thì các bạn để ý là hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn để vụ lợi. Đó. Thì ở đây so với phương án đúng là hành vi của người có chức vụ. Đó, ở đây nó nó cụ thể là người phải có chức vụ quyền hạn à, đã lợi dụng À, thì ở đây nó thiếu được cái cụm từ đã lợi dụng để tham nhũng là hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn để vụ lợi thì nó không đầy đủ à, đó nó không đúng như trong tài liệu cho nên phương án D cũng bị loại trừ à, loại câu hỏi mà hỏi về khái niệm giải thích từ ngữ các bạn phải chuẩn bị ôn tập rất kỹ ở nhà phải soi từng từ một thì khi kỳ thi chính thức diễn ra rơi vào câu này là các bạn loại câu này là các bạn làm được vì giải thích từ ngữ nó minh chứng cho hàng loạt các cái vấn đề của các điều ở ở, ở phía sau vì vậy khi học các luật các thông tư nghị định mà có giải thích từ ngữ các bạn phải soi cho kỹ cái giải thích từ ngữ để chúng ta nắm tốt cái này thì sau này chúng ta làm các câu hỏi, câu hỏi khác bằng phương pháp tư duy chúng ta tư duy được ngay à, để như vậy và sau đó là các bạn bắt đầu ôn à, học các loại câu hỏi à, theo hướng dẫn à, về mang tính chất tư duy đó À, ví dụ như các bạn bắt đầu các bạn học các bạn thấy này ví dụ câu hỏi hành vi tham nhũng có thể xảy ra ở đâu à, từ các bạn hiểu ra được cái, cái giải thích từ ngữ về tham nhũng là gì thì các bạn bắt đầu làm việc các cái câu hỏi tiếp theo hành vi tham nhũng xảy ra đâu phương án a là trong cơ quan tổ chức của nhà nước phương án b trong cơ quan tổ chức đơn vị khu vực nhà nước và doanh nghiệp tổ chức khu vực à, ngoài nhà nước phương án C trong cơ quan nhà nước và doanh nghiệp nhà nước, à, phương án D trong doanh nghiệp tổ chức khu vực ngoài nhà nước, thì như vậy các bạn thấy rằng là phương án nào cũng đều đều xảy ra cả, thì phương án B là phương án đúng nhất, đầy đủ nhất à, trong các phương án à, đã cho. Như vậy A đúng B đúng B đúng hơn A thì các bạn phải chọn B. À, B còn đúng đúng hơn C, B còn đúng hơn D. À, vì vậy B là phương án đầy đủ nhất, tức là À, hành vi tham nhũng có thể xảy ra ở à, trong cơ quan tổ chức đơn vị khu vực nhà nước và doanh nghiệp tổ chức khu vực ngoài nhà nước đó là đầy đủ nhất à, như vậy là phương án a à, trong xảy ra trong cơ quan tổ chức nhà nước cũng đúng phương án c xảy ra trong cơ quan nhà nước và doanh nghiệp nhà nước cũng đúng xảy ra trong doanh nghiệp tổ chức khu vực ngoài nhà nước cũng đúng à, như vậy a đúng b đúng c đúng d đúng nhưng mà b đúng nhất đầy đủ nhất trong phương án này À, các bạn tư duy thấy tuyệt vời này phải hiểu sâu phải hiểu được để các bạn tư duy các bạn áp dụng vào thì loại câu hỏi bốn lựa chọn thì có trường hợp vẫn xảy ra như vậy à, cho nên các bạn mà không học trên phần mềm của thầy là gặp loại câu này các bạn lúng túng a à, cũng đúng cũng đúng sen đúng cũng D, đúng đấy không biết chọn cái nào đây thế thì à, thầy giới thiệu với các bạn chọn phương án đúng nhất đầy đủ nhất đó thì cái loại câu này thì các bạn phải chú ý rồi À, ví dụ như các bạn phải theo phương pháp tư duy và năng lực áp dụng vào thực tiễn đây là trong số những hành vi sau đây hành vi nào không phải là hành vi tham nhũng thì phần mềm hướng dẫn các bạn là phương pháp làm loại câu không phải là các bạn tìm ra ba cái phải dùng phương pháp loại trừ à, suy ra phương án còn lại là là phương án không phải đó từ không này. Các bạn cứ đi theo phương pháp tư duy này nó rất khoa học, nó có cơ sở chứ các bạn không vội học ngay một phương án trả lời. Thí dụ các bạn gặp câu này các bạn học ở nhà này thì các bạn cứ bình tĩnh các bạn học theo phương pháp thầy giáo giới thiệu. Còn khi kỳ thi chính thức diễn ra các bạn đã có kiến thức trong đầu rồi thì các bạn có thể dùng phương pháp loại trừ được ngay, chỉ ngay ra một phương án trả lời luôn. Đó, như vậy loại câu này các bạn thấy này, câu hỏi này trong số hành vi sau đây hành vi nào không phải là hành vi tham nhũng chúng ta phải tìm ra ba phương án là hành vi tham nhũng phương án a giả mạo trong công tác vì vụ lợi đúng định nghĩa tham nhũng rồi đây là hành vi tham nhũng phương án c công chức nhũng nhiễu vì vụ lợi đúng tham nhũng rồi đúng cái định nghĩa à, tham nhũng là gì rồi phương án d lợi dụng chức vụ quyền hạn sử dụng trái phép tài sản công vì vụ lợi à, đúng định nghĩa của tham nhũng rồi chúng ta vận dụng áp dụng vào đây a c và d theo định nghĩa giải thích từ ngữ tham nhũng là gì là a và c và d là hành vi tham nhũng rồi suy ra phương án còn lại là công chức lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì phương án này không thỏa mãn cái định nghĩa trong cái điều 3 tham nhũng là gì thì nó chính là phương án không phải là hành vi tham nhũng đó các bạn học theo phương pháp tư duy vì trí tuệ bóp con người mà nó rất thông minh đó. thì chúng ta cái định nghĩa mà cái gì thỏa mãn định nghĩa à, đó là phương án a là giả mạo trong công tác vì vụ lợi phương án c công chức nhũng nhiễu vì vụ lợi phương án d lợi dụng chức vụ quyền hạn sử dụng trái phép tài sản công vì vụ lợi nó đúng là định nghĩa tham nhũng cho nên nó là hành vi tham nhũng suy ra phương án công chức lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì đây nó không phải là thỏa mãn cái định nghĩa đó thì thầy giáo giới thiệu với các bạn là phương pháp tư duy và phương pháp áp dụng vào thực tiễn đó thì thì đối với các bạn học theo phương pháp này là ra đề cứ gì các bạn cũng làm được giới thiệu với các bạn như vậy này tìm ra ba cái phải thì trừ ba cái phải đi còn cái không phải thế cho nên thầy giáo giới thiệu với các bạn là cái kinh nghiệm mà dạy đại học thầy giáo thấy rằng là à, cái giải thích từ ngữ đấy, là cái định nghĩa đấy, rất quan trọng đấy không thể à, coi thường các cái định nghĩa đi được. để đó là cái cơ sở để chúng ta tư duy. đó như tôi vừa giới thiệu với các bạn chúng ta tư duy loại câu này là các bạn sẽ dạy là các bạn sẽ dạy à, các bạn sẽ tìm được ngay. ví dụ như các bạn à, tư duy này câu tiếp theo này hành vi nhận tiền sửa điểm thi là hành vi nào trong số các hành vi sau đây à, phương án a là gian lận trong thi cử phương án b là nhận hối lộ phương án c là tiêu cực phương án d lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành nhiệm vụ à, công vụ vì vụ lợi, đó, thì các bạn tư duy áp dụng vào thực tiễn năng lực áp dụng vào thực tiễn à, hành vi anh nhận tiền tức là hối lộ rồi à, nhận tiền để làm gì để sửa điểm thi đó thì cho nên phương án b nhận hối lộ, đó, các bạn tư duy đúng không làm theo phương pháp tư duy mà hay là các bạn vận dụng này loại câu hỏi vận dụng vào thực tiễn này câu tiếp theo này kế toán trưởng của công ty tư nhân làm sai lệch hóa đơn chứng từ để rút tiền của công ty là hành vi gì? phương án a hành vi trộm cắp, phương án b hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, phương án c tham ô, phương án d biến thủ. đó thì chúng ta thấy rằng phương án tham ô là nó đúng hơn cả. đó vì đây là cái mục đích của anh là xử lệch sai lệch hóa đơn chứng từ để rút tiền của công ty mà là anh tham ô rồi. đó thì trong các phương án này phương án tham ô là nó đầy đủ nhất nó đúng nhất đó, chúng ta chọn phương án tham ô chúng ta phải có năng lực vận dụng kiến thức vào thực tiễn là như vậy nữa à, chúng ta có thể là à, các câu hỏi tiếp theo là nội dung giải giải trình khi có yêu cầu của cơ quan tổ chức cá nhân phương án a cơ sở pháp lý của việc làm ban hành quyết định phương án b thẩm quyền ban hành quyết định phương án c nội dung của quyết định cả ba phương án trên thì cái loại câu hỏi này thì các bạn tư duy cả ba phương án đều đúng cho nên các bạn chọn cả ba phương án trên đó các bạn thấy tuyệt vời không này hay là các bạn bắt đầu có năng lực tư duy rồi năng lực áp dụng vào thực tiễn rồi thì các bạn đọc câu hỏi này là các bạn là bắt đầu làm được rồi này người có chức vụ quyền hạn không bị cấm việc nào sau đây đó, không bị cấm thì các bạn tìm ra là ba việc cấm thì suy ra phương án còn lại sẽ là à, không bị cấm phương án a thành lập tham gia quản lý điều hành doanh nghiệp tư nhân thì đây là nội dung người có chức vụ quyền hạn là bị cấm à, phương án c sử dụng trái phép thông tin của cơ quan tổ chức đơn vị đây là nội dung bị cấm đối với người có chức vụ quyền hạn đó chúng ta rất chú ý cái dấu phẩy này nhé đó chức vụ phẩy cái quyền hạn phương án d nhũng nhiễu à, giải quyết trong công việc cũng là hành vi à, bị cấm cho nên phương án a phương án c phương án d là những hành vi bị cấm đối với những người có chức vụ quyền hạn suy ra phương án còn lại mua cổ phần góp vốn vào doanh nghiệp tư nhân thì đây là hành vi là trường hợp không bị cấm đối với người có chức vụ quyền hạn à, như vậy các bạn tư duy người có chức vụ quyền hạn thì sẽ không bị cấm khi các bạn có tiền các bạn mua cổ phần các bạn góp vốn vào doanh nghiệp tư nhân đó là không bị cấm tuyệt vời không này các bạn tư duy như vậy là các bạn cứ đi theo phương án của thầy giới thiệu cứ phải khoa học là các bạn tìm ra ba cái bị cấm thì suy ra phương án còn lại là không bị cấm vì sao lại học cách này chúng ta thay đổi một phương án không bị cấm bằng một cái giá trị không bị cấm khác chúng ta có một câu hỏi mới như vậy chúng ta có hàng loạt câu hỏi luôn thì làm sao mà mà, mà chúng ta học hết được vì vậy chúng ta có phương pháp là năng lực tư duy năng lực áp dụng vào thực tiễn là chúng ta giải quyết được hàng hàng loạt câu hỏi dưới dạng này à, chúng ta giữ nguyên ba phương án là bị cấm thay đổi một phương án không bị cấm bằng nội dung không bị cấm khác là chúng ta có một câu hỏi mới các bạn chế tác ra hàng loạt câu hỏi luôn đó thầy giáo cũng tiết lộ luôn cái phương pháp sáng tác câu hỏi trách nhiệm đó để các bạn nắm cho nên các bạn không chạy sâu đi tìm cơ hội trách nhiệm để học được vì các bạn tránh bao giờ cho hết được chúng ta học theo tư duy đó và áp dụng một thực tiễn hiểu nội dung để chúng ta học ít nhất mà chúng ta vẫn làm được à, thầy giáo giới thiệu với các bạn như vậy là các bạn thấy rất tuyệt vời đấy thầy giáo giới thiệu hơi dài một chút để các bạn nắm được cái phương pháp học nắm được toàn bộ tinh thần cái phương pháp của thầy giáo để các bạn áp dụng vào các tài liệu khác Câu tiếp theo nha, người đứng đầu cơ quan tổ chức đơn vị không bị cấm làm việc nào sau đây? Đó, thì như vậy các bạn thấy không bị cấm thì các bạn tìm ra ba cái việc bị cấm. Thì, cũng lại suy ra phương án còn lại là không bị cấm. À, chúng ta để ý nhé, phương án B này. Bố nhiệm vợ, à, con giữ chức vụ quản lý về tổ chức nhân sự. Đây là cái bị cấm đối với người đứng đầu cơ quan tổ chức đơn vị. Chúng ta chú ý ở đây không phải là người có quyền hạn nhé mà chỉ những người đứng đầu thôi, những người đứng đầu à, thì bổ nhiệm vợ, chồng, con giữ chức vụ quản lý về tổ chức nhân sự, đây là hành là à, bị cấm, người đứng đầu bị cấm không được làm việc này. Nếu người đứng đầu à, thì không thể đưa con, à, vợ, chồng à, giữ chức vụ quản lý về tổ chức nhân sự đó là hành vi bị cấm này. Đó. Phương án C bố trí vợ hay là chồng con anh chị em ruột làm kế toán trưởng trong cơ quan tổ chức đơn vị mình à như vậy đối với anh chị em là về anh chị em ruột thôi đó à, chúng ta chú ý anh anh chị em ruột Phương án D làm thủ quỹ trong cơ quan tổ chức đơn vị mình đó cái việc làm thủ quỹ à, cũng không được à, cũng cũng bị cấm à, chúng ta chú ý như vậy à, từ từ đấy là chúng ta suy ra phương án tuyển dụng con anh chị em ruột vào cơ quan tổ chức của mình đơn vị mình mà trong kỳ thi tuyển dụng mà con mình anh chị ruột mình mà thi tuyển trúng tuyển thì hoàn toàn được không bị cấm đó cho nên cái hành vi tuyển dụng con anh chị em ruột vào cơ quan tổ chức đơn vị mình mà tham gia kỳ thi rất nghiêm túc và đậu thì chúng ta có quyền tuyển dụng thôi là hành vi không bị cấm đó các bạn thấy tuyệt vời không này À, cứ như vậy là các bạn sẽ học được hàng loạt Các câu hỏi trắc nghiệm Mà liên quan đến à, Về phải năng lực tư duy Đó Thì à, chúng ta thấy là câu hỏi tiếp theo Các bạn cũng phải mang năng lực tư duy này Người được giao nhiệm vụ Câu hỏi tiếp theo Người được giao nhiệm vụ công vụ Nếu biết nhiệm vụ công vụ à, Được giao có xung đột lợi ích Thì cần ứng xử như thế nào Đó thì các bạn để ý à, Theo cái luật công chức thì các bạn tư duy được ngay là các bạn phải báo cáo người có thẩm quyền để xem xét xử lý không thuộc thẩm quyền của mình thì phải báo cáo người có thẩm quyền để xem xét xử lý phương án A phải tạm dừng việc thực hiện nhiệm vụ đó thì cái này không không phải phương án C tiếp tục thực hiện nhiệm vụ công vụ và sau đó báo cáo với người có thẩm quyền cũng không phải phương án D tiếp tục thực hiện nhiệm vụ và tránh các hiện tượng và tham nhũng tiêu cực thì ở đây các bạn suy ra là theo cái nguyên tắc à, hoạt động công vụ là à, các bạn phải tuân thủ à, các bạn phải thấy trường hợp này như vậy các bạn phải báo cáo người có thẩm quyền để xem xét xử lý à, cơ hội tiếp theo cũng phải năng lực tư duy thôi à, công việc nào trong số những công việc sau đây có mục đích để phòng ngừa tham nhũng phương án A luôn chuyển cán bộ à, phương án B điều động cán bộ phương án C chuyển vị trí công tác phương án D biệt phái cán bộ thì chúng ta chuyển vị trí công tác là phương án đúng hơn cả đó để phòng ngừa tham nhũng đó, đó các bạn chú ý này à, rất tuyệt vời đó, rất nhiều dạng câu các bạn đăng nhập vào phần mềm mới học thôi thì giáo giới thiệu một số một loạt một loại câu để các bạn nắm đó thì các bạn nắm là thí à, dụ như loại câu các bạn tư duy này cơ quan nào sau đây không phải là cơ quan kiểm soát tài sản thu nhập Okay. không phải nhá. Đó. Phương án A thanh tra bộ cơ quan ngang bộ, phương án B thanh tra tỉnh thành phố trực thuộc trung ương, phương án C thanh tra chính phủ, phương án D tòa án nhân dân tối cao. thì các bạn tìm ra các cơ quan kiểm soát tài sản thu nhập, suy ra phương án còn lại là thanh tra bộ cơ quan ngang bộ thì không phải là cơ quan kiểm soát tài sản thu nhập. Đó. thì các bạn cứ tư, tư duy như vậy, hay là các bạn dùng phương pháp năng lượng tư duy này người nào sau đây không phải là kê khai tài sản thu nhập Thì chúng ta tìm ra ba à, cái phương án là người phải kê khai thu nhập cũng cứ tư duy như vậy là suy ra phương án còn lại không phải là người kê khai thu nhập Thì phần mềm hướng dẫn các bạn trên cái chữ in nghiêng này phương án A thanh tra viên là phải kê khai thu nhập rồi à, thẩm phán là phải kê khai tài sản thu nhập rồi phương án D giám đốc bệnh viện công phải kê khai tài sản thu nhập rồi Suy ra phương án còn lại Giáo viên Giáo viên không phải là kê khai tài sản thu nhập Đó các bạn thấy Đối với, đối với giáo viên đó, Thì không phải kê khai tài sản thu nhập à, Chúng ta thay đổi bằng một phương án D khác B khác à, Có nội dung là à, Người không phải kê khai thu nhập Thí à, dụ như các bạn kê khai là Người về hiếu à, Thì cũng không phải kê khai thu nhập đó Thì các chúng ta thay đổi cái phương án này để có một phương án khác à, không phải kê khai thu nhập chúng ta có một câu hỏi mới thầy giáo lại chứng minh lại cho các bạn thấy giữ nguyên phương án là người phải kê khai thu nhập chúng ta thay đổi nội dung của phương án không phải kê khai thu nhập chúng ta có một câu hỏi mới à, rất tuyệt vời này các bạn học được theo phương pháp của thầy là các bạn ra đề kiểu gì các bạn cũng làm làm được à, giới thiệu với các bạn như vậy à, như vậy là à, các bạn thấy là à, cái phương pháp học À, rất quan trọng, đó vì kiến thức nó nhiều lắm. thí dụ như các bạn thấy là à, có tới hàng nghìn trang tài liệu, đó là các bạn phải đọc, các bạn phải ôn tập. À, cho nên yêu cầu kiếm định chất lượng đầu vào là rất nhiều kiến thức, hàng nghìn trang tài liệu. À, vì vậy phải học như thế nào đó mà chúng ta có kiến thức để chúng ta vượt qua kỳ thi, để có kiến thức chúng tuyển chúng ta làm việc tốt hơn. thì kinh nghiệm dạy đại học thầy giáo giới thiệu cái phương pháp học tôi vừa trình bày với các bạn như vậy. À, chúc các bạn thành công à, các bạn muốn học lại cái mục này hoặc học cái mục khác thì các bạn kích chuột vào mục một lớn như này, này câu hỏi trắc nghiệm này các bạn nhấn nó trái này bây giờ để bảo mật cái mật khẩu của mình và bảo vệ máy tính à, trước khi các bạn tắt máy tính thì các bạn phải tập cái thói quen là ra khỏi phần mềm à, các bạn chỉ mũi tên chuột vào góc phải trên cùng màn hình để các bạn chọn nút thoát để bảo mật cái mật khẩu của mình muốn ra thoát thế sau đó các bạn sắt đau máy tính nào window để chúng các bạn tắt nguồn Để Ổn định cái pin Nếu là máy laptop Hay là các bạn phải tắt nguồn điện Để nó an toàn để Các bạn dành cái thói quyền như vậy Các bạn chỉ dấu chéo để tắt cửa sổ Như vậy tôi đã giới thiệu với các bạn xong cái phương pháp học câu hỏi trắc nghiệm trên phần mềm Hình thức trắc nghiệm.vn để ôn kiến thức Nâng ngạch công chức Dự tuyển viên chức Rồi các bạn ôn kiến thức Để dự kiểm định chất lượng công chức đầu vào à, thông qua cái tài liệu hôm nay tôi giới thiệu với các bạn Luật phòng chống tham nhũng các tài, tài liệu khác các bạn học hoàn toàn tương tự à, chúc các bạn thành công các bạn xem video của thầy hay và bổ ích nếu chưa chạm tay vào nút đăng ký để chuyển thành đã đăng ký để nhận được hai cái tiện ích cho các bạn tiện ích thứ nhất các bạn xem video bài giảng theo từng mục tiện ích thứ hai có video bài giảng mới các bạn nhận được sớm nhất à, các bạn xem video của thầy eh, hoàn toàn miễn phí đó thì giới thiệu với các bạn như vậy à, chúc các bạn thành công